Vâng, thưa các bạn, Honda Civic RS 2019, một mẫu xe được đánh giá là có tố chất thể thao nhất trong phân khúc xe hạng C tại thị trường Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn những cái điểm mà tôi thích về cái yếu tố thể thao, về những cái gen của Honda. Bên cạnh đó sẽ là những cái điểm chưa thích lắm. Ngay bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu. Vâng, thưa các bạn, cái điểm đầu tiên mà tôi thích nhất trên cái Civic 2019 đấy chính là cái hệ thống khởi động từ xa. Tôi đang ngồi ở trong một cái không gian cà phê rất là mát, chiếc xe tôi đỗ ngoài nắng ở kia nó vài tiếng rồi, ở nhiệt độ ngoài trời hôm nay nó khoảng 39 40 độ C và trong xe khoảng 60 70 rất nóng luôn. Bây giờ tôi sẽ để nổ luôn. Mở khóa. Quy trình để nổ trên tất cả các xe đều là như nhau, khóa lại ạ. Giữ ạ. Đấy, đèn pha nháy một cái nhá. Tiếng máy nổ nhá. Điều hòa hoạt động nhá. Đấy, không được đâu em ơi. Xe thiết kế an toàn lắm, đi vào đi. Thưa các bạn, đây là cái điểm mà tôi rất thích, mà còn thích hơn ấy, với chính người bạn gái ngồi đối diện tôi bên cạnh đang thưởng thức một ly nước mát. Bước lên xe cũng mát, thưa các bạn. Và cái điểm thứ hai, thưa các bạn, chính là thiết kế của Civic. Vâng, bản RS thì các bạn sẽ thấy thay vì cái phần này, cái thanh ngang này sơn màu chrome bóng thì đã được sơn đen rồi. Toàn bộ cái phần đầu của lưới tản nhiệt này cũng vậy, đều được sơn đen rất là đẹp, nó làm nổi bật cái đèn pha led này lên. Ngay cả cái phần cản dưới này cũng thế, thưa các bạn. Đó, cản dưới này đấy, sơn đen đó, tạo sự tương phản rất tốt. Vâng, đấy là RS, thưa các bạn. Tôi nhớ lại cái bản trước đây thì các bạn có một vài ý kiến chưa thích cái mâm, thì nay mâm Civic RS 2019 là đã to hơn rồi nhá, mâm 18 lớn hơn một size so với cả đời trước, và đặc biệt là có nhiều chấu hơn ha, 5 chấu kép, thưa các bạn. Đời trước là 5 chấu, nhìn nó vẫn hơi mạch khảnh. Và đặc biệt tôi thích nhất là cái gì? Lốp Michelin Pilot Sport. Chiếc gương này cũng vậy, nếu các bạn đã thấy thì nó sẽ hai màu, có đèn xinh an chìm bên trong, và đặc biệt cái phần mặt trên nó rất là thẳng bằng. Bạn hãy ngồi trong xe, bạn nhìn ra phần này nó rất bằng, và nhìn cái xe nó thực sự rất cân bằng. Yếu tố cân bằng cực kỳ quan trọng trong chuyển động của xe, phần tuyến để chuyển hướng, thưa các bạn. Và đây thưa các bạn, tay nắm cửa màu chrome khói, nhìn nó có gì đấy chất thể thao hơn màu chrome bóng, thưa các bạn. Smart key quá quen thuộc rồi. Và một chiếc cốp khá là rộng, thưa các bạn. Thiết kế đèn xe trên Civic đều là full led nhé, với cái thiết kế cả trước lẫn sau rất đẹp. Đèn sau hình chữ C thì cũng đã quen thuộc rồi. Và một chiếc đuôi phiên bản RS là có cái gì ạ, thưa các bạn? Chính là cái logo RS này. Và phần trụ C, thưa các bạn, rất Cooper nhá. Đây. Đây là hướng đi của gió, và nó sẽ ép qua cái cánh lướt gió này, nó sẽ tạo ra cái luồng khí động học ép cái đuôi xe xuống. Khí động học thì cần một lỗ, một thanh rất mỏng thôi, nó đã là khác biệt. Và một ô cửa kính trên đây. Đấy. Thì bạn ngồi ở phía trong, nếu như chúng ta hình dung bịt kín cái này đi, thì ở đây không thấy được gì ạ. Các bạn hãy xem. Đấy, tôi vẫn có thể thấy được bạn nhá. Vẫn đá hình được nhá. Vâng, cánh lướt gió thể thao, thưa các bạn. Đây là một trang bị mới trên cái phiên bản RS đi theo xe. Các bạn hãy nên nhớ rằng mẫu xe này có giá bán là 929 triệu. Và màu đặc biệt chênh thêm 5 triệu thành 934 triệu, thưa các bạn. Cánh lướt gió đối với những chiếc xe thể thao vô cùng quan trọng. Nếu như các bạn đã biết về cái Civic Type R thì bạn sẽ biết rằng cái cánh lướt gió nó còn mèo này nữa cơ. Điểm tiếp theo mà tôi thích nữa chính là cái không gian nội thất, với các cái yếu tố: một là rộng rãi, cái thứ hai là cái thiết kế rất thể thao,
Thứ ba nữa là về phần công nghệ, tức là cái công nghệ về giao tiếp, về màn hình giữa xe với con người và cách điều khiển là những thứ tôi thích. Và đặc biệt, một tư thế lái tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. Đây là một tư lái rất thể thao trên một chiếc Civic. Các bạn có thể thấy, chạy trong đường đua tôi phải set up một cái vị trí ngồi đủ thấp để tôi có thể quan sát xa. Thưa các bạn, tôi muốn nói đến yếu tố thể thao, các bạn hãy xem trên chiếc vô lăng này. Những đường chỉ may màu đỏ, vô lăng bọc da. Đấy. Và những chi tiết ốp theo kiểu phong cách thể thao được theo kiểu kim loại nhá, nhưng nó chưa phải kim loại đâu thưa các bạn. Điều khiển trên vô lăng, Civic đời trước thì còn vuốt, đời này chắc là đời trước chắc khó vuốt quá thôi, đời này khỏi luôn, không vuốt nữa. Nhân trên nhân dưới về cái hệ thống âm thanh này. Đàm thoại rảnh tay, điều khiển màn hình đây, nhấn vào đây các bạn sẽ thấy trên kia. Cruise control. Những chức năng này quá cơ bản, nhưng thứ mà tôi thích lại chuyển số sau vô lăng. Ý. Hộp số CVT nhưng lẫy chuyển số sau lăng. Phần đó tôi sẽ chia sẻ ở cái phần vận hành. Các bạn hãy nhìn xem trên chiếc ghế thể thao này. Tôi phải gọi đây là chiếc ghế được may theo phong cách thể thao thì đúng hơn. Màn hình full digital luôn các bạn. Đấy, hãy xem. Tôi sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa. Tôi sẽ để các bạn xem lại một lần nữa. Nào. Wow. Về nguyên lý hoạt động, về cách thức thiết kế, nó có giống những chiếc xe Đức không ạ? Xin thưa là có. Và tôi sẽ chỉ thêm cho các bạn một cái nữa. Một phần nữa các bạn sẽ chuyển cái menu này sang cái hình theo kiểu turbo này nhá. Đây. Rồi chọn. Và trong phần chạy thì các bạn sẽ thấy được bạn mình bơm ga bao nhiêu. Ở đây là bởi vì tôi đang để ở chế độ đỗ. Chút nữa bạn sẽ thấy được là cái lực nó, công suất nó sẽ là tăng như thế nào. Nó khá giống cái phần power mà tôi trải nghiệm trên những chiếc xe BMW thưa bạn. Chiếc màn hình trung tâm này cũng vậy. Là một điểm, tôi nghĩ rằng là một điểm cộng trên chiếc xe này. Đấy, kết nối Apple CarPlay có nhá. Đây, kết nối. Và bạn có thể chuyển về màn hình home. Cái này nó làm giảm độ phân giải trên các bóc ra. Đấy, các bạn sẽ thấy được cái độ phân giải. Độ nhạy thì mình sẽ nhấn cho các bạn xem. Các bạn sẽ đếm được giây không ạ? Đó. Setting. Chỉnh màu vân vân các kiểu, kết nối Bluetooth Wi-Fi chúng ta vào trong này hết nhé thưa các bạn. Đó, chỉnh màu màn hình các kiểu, đây background này, chỉnh vân vân cái đồng hồ, công tơ mét vân vân là ở đây hết. Rất dễ. Và một cái điểm cộng nữa là hệ thống điều hòa. Đấy. Được không ạ? Chạm. Vặn. Chạm đều được hết. Đấy. Chúng ta có thể chỉnh nhiệt độ. Hai vùng độc lập và những cái chi tiết thiết kế trên cái dàn tablo này. Đó. Theo kiểu phong cách kim loại phay thưa các bạn. Các vị trí chứa đồ thưa các bạn. Wow. Rất nhiều vị trí để đây. Đấy, dắt được hết. Đây. Đấy. Đấy. Ngăn rất sâu. Một chiếc ví màu to. Ta có thể bỏ đây. Một chiếc khóa mọi thứ gọn gàng. Cốp chứa đầu trước các bạn hãy xem khá rộng. Không gian sau thưa bạn rất rộng nhỉ. Đây, vị trí của tôi ngồi như thế này ạ. Mặc dù đuôi được thiết kế Cooper nhưng mà tôi vẫn còn từng này nhá. Tôi cao 1m72, các bạn có thể dùng đấy để tham chiếu lên cái vị trí chiều cao của bạn. Khoảng duỗi chân thì rộng. Độ ngả ok. Tư thế ngồi nhìn chung thoải mái. Và các vị trí để chai nước thưa bạn. Điều hòa hàng ghế sau. Và chất lượng da. Thực ra những chiếc xe Honda nếu như đã không dùng da thì thôi, dùng da thì khá mềm. Và trên Civic 2019 phiên bản RS thì đương nhiên rồi, cái động cơ turbo 1.5 170 mã lực 220 Nm từ cái dài vòng tua 1.700 đến 5.500. Nó đủ mạnh. Nhưng lại tiết kiệm. Đấy là lợi thế của động cơ turbo. Tiết kiệm bao nhiêu? 6,1 lít đường hỗn hợp, 8,1 lít trong đô thị, 5 lít đường ngoài đô thị. Những con số này xin thưa với các bạn hoàn toàn có thể tin được.
turbo là thứ tôi thích, nhưng trong cái động cơ nó còn liên quan đến rất nhiều yếu tố thưa các bạn. Một chiếc vô lăng, các bạn hãy xem chiếc vô lăng trên xe này. Thường thì đây là một mẫu xe được đánh giá là một mẫu xe sedan hạng C, dùng cho mục đích đô thị nhiều hơn thưa các bạn. Tất nhiên yếu tố thể thao sẽ khiến bạn dễ chịu chi hơn, điều đấy chắc chắn rồi. Mình thấy cái gì đẹp, thấy cái gì hợp phong cách thì đương nhiên sẽ quyết định nhanh hơn, mở ví nhanh hơn. Thì Civic là những yếu tố như vậy. Bạn sẽ không phải là khách hàng của Civic nếu như bạn thích sự cái gì đó nó cũng mềm mại, nó bình bình. Nhưng Civic là cá tính và thể thao. Nó thể thao ở vẻ ngoài nhưng vô lăng nó cũng vậy. Các bạn hãy xem nhé. Tôi sẽ thử chuyển động rất nhẹ nhàng. Đây ạ. Rất nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng để các bạn thấy. Một cái góc lái rất nhỏ. Đấy, như này. Cũng đủ chuyển động hướng, nhưng mà đây là hệ thống chiếc vô lăng này có một cái hệ thống hỗ trợ đánh lái chúng ta vừa đánh lái chúng ta vừa cười. Đấy, các bạn có thấy không? Nó biến thiên theo tốc độ nhá. Đấy, bạn sẽ thấy trên đồng hồ nó khoảng 32. Nó sẽ nhẹ, nó sẽ vừa đủ cho các bạn. Tức là nó sẽ cố gắng hiểu cái góc đánh lái, hiểu cái tốc độ của bạn là bao nhiêu, hiểu cái chân ga của bạn bao nhiêu, hiểu cái mặt đường là bao nhiêu. Thì như vậy nó sẽ cung cấp cho bạn một cái phản hồi về cái vô lăng một cách tốt nhất có thể. Tốt nhất có thể đối với cái lập trình của Honda thôi. Còn khi bạn đẩy lên như thế này chẳng hạn, đây, vô lăng nó sẽ nặng hơn, bạn sẽ cảm nhận được. Đấy, như tôi đã nói rồi, tôi chưa thích cái ghế này bởi vì là nó không khiến tôi ôm. Nhưng tư thế lái là trên phanh đẩy ga lên. Đấy, các bạn sẽ thấy tiếng diệt bánh họ lên nhá. Đấy, chế độ F. Tôi chưa chạy lại chuyển số sau vô lăng đâu. Và các bạn sẽ thấy phanh. Các bạn sẽ thấy không? Phanh tôi không cần chạm vào, chút nữa tôi sẽ phanh ở tốc độ cao hơn nhé, các bạn thấy. Các bạn sẽ nhìn cái đồng hồ ở phía trước mặt. Đây, tôi sẽ cua gắt hơn, sẽ chạy gắt hơn một chút. Đây, các bạn sẽ thấy này, nó nghe hơn. Đối với những chiếc Porsche chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là nó liền thân luôn, nó như một khối giữa người, giữa xe với cái bánh, và với cái vô lăng với cái bánh. Tất nhiên cái này sẽ có một cái độ nhất định, nhưng chúng ta hãy nghĩ rằng đây là một mẫu xe phân khúc hạng C, 929 triệu. Thực ra tôi muốn cái hệ thống phanh này nó phải thể thao hơn, phanh Brembo hay phanh hàng hiệu gì đấy nó liên quan đến thể thao. Tiếp tục ạ, một vòng nữa nhá, một vòng nữa các bạn sẽ thấy này. Đấy, những cái chuyển động này. Đấy, đẩy ga lên. Đấy, nếu mà cầu sau nữa thì còn hay nữa, nhưng mà không có đâu, xin mình không có cầu sau thì các bạn sẽ thấy điểm phanh lên, đẩy lên. Đấy, hơi có độ trễ một chút, nhưng giảm trễ bằng cách là chúng ta phải VS đẩy tay ạ. Đấy, cua rồi, có thể lên. Slalom thì chúng ta cố giữ để chúng ta giữ nghe lời. Hệ thống lái là thứ tôi thích. Đấy là những thử nghiệm mà chúng ta có thể để cảm nhận được những cái hay ho trên cái Civic này. Đấy, ví dụ như là khi bạn chạy ra đường trường chẳng hạn, thì ví dụ đến những cái điểm phanh cua bạn bám xe không cần gắt như thế thì xe nó khá là nghe. Tất nhiên để so với những chiếc xe Đức là không, nhưng mà nó có cái gì đấy mang hơi thở. Không tin bạn cứ thử mà xem, bạn cứ xe chạy thử ở đại lý đây. Đấy, tôi sẽ vượt qua một con lươn mấy ở tốc độ. Đấy, không gặp xe độ ổn định không. Đấy, ví dụ đến điểm này, lách làn này. Đấy, các bạn sẽ thấy không? cái sự ổn định của người lái chính là hình các bạn đã thấy, thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ rất tự tin khi mà lái mẫu xe này. Đấy, làm một lần nữa nhá. Chúng ta sẽ bay qua cái con lươn ở đây. Hôm trước tôi bay thử 110 km/h với BMW 5 thì đó là một cái gì đấy nó thuộc về đỉnh cao, nhưng với một chiếc Civic xem chúng ta wow, xe cũng hơi cứng đấy. Hơi cứng để bảo đảm yếu tố cân bằng của xe khi mà đi, nó sẽ tránh bị giằng ngang như thế này. Tránh bị giằng ngang. Thì cái hộp số CVT khi chúng ta tăng tốc thì rõ ràng là hộp số CVT cái độ ồn của nó thì nghe tương đối là rõ nếu mà chúng ta đạp sâu ga để nó kéo lên. Và thưa các bạn, hộp số CVT nhưng lại được lập trình giả lập tới 7 cấp số. Chính vì vậy bạn có thể tự tin đi chiếc xe này trên những con đường lên quanh co, lên suốt, dốc lên, dốc xuống được. Tôi sẽ chuyển cho bạn xem ở chế độ D cũng được nhá.
ở chế độ D cũng chuyển được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 7, 3, 4, 5, 6, 1 đấy, đấy. D1 này, D2 ạ, D3, D4. Bởi vì CVT cho nên nếu bạn không chuyển thì đến một tốc độ nào đấy nó sẽ tự chuyển cho bạn D5, D6, D7. Và ví dụ sang S luôn ạ, đấy, bạn có thể giảm dồn xuống, tua bạn chậm ngược lên đấy, như các số thật đấy. Và kéo lên, đấy, các bạn xem thấy bằng tua không? Đấy. Đấy, rất tự tin cho chúng ta đi đường đèo nhá. CVT của Honda tôi đã thử rồi, nó có khả năng ghim và nó chạy đường đèo cũng được. Để mà nói về để thể thao đua hay gì đấy thì chắc chắn rồi sẽ phải là những hộp số ly hợp kép, rồi những hộp số tuần tự, nhưng tạo phong cách thể thao như thế này tôi nghĩ rằng là tốt rồi. Tất nhiên bên cạnh những điểm thích thì có những điểm tôi vẫn chưa ưng thưa các bạn. Thứ nhất là những cái hộc gió này. Các bạn hãy hình dung trên những chiếc xe thể thao thực sự, ngay cả bản thân Civic ta, các bạn sẽ thấy những cái hốc hút gió, rồi những chi tiết carbon rất là đẹp. Và đây là một cái hốc hút gió. Và mâm to đẹp, nhưng bộ phanh này thì trông là nó lại hơi bé thưa các bạn. Tôi thích cái này phải màu đỏ này, Brembo. Hốc gió thì hình tổ ong, nhưng mà hình tổ ong đấy, đấy không xuyên vào được. Civic RS 2019 vẫn chưa có sạc không dây nha các bạn. Và ghế lái thì cũng chưa được ôm lắm thôi các bạn. Đấy, các bạn hãy hình dung tôi đánh lái như thế này. Đánh lái như thế này thì nó dễ bị tuột vào này. Có lẽ tôi đang yêu cầu quá cao với một chiếc Civic RS chăng? Ở trên dàn tablo các bạn sẽ thấy những cái chi tiết theo kiểu kim loại phay, nhưng phía bên cửa, những cái điều khiển lên xuống kính, tôi mong muốn nó phải có một chút gì đấy theo phong cách của kim loại ở những cái vị trí như thế này. Một cái điểm nữa là ở phía sau này, cái sàn nó không phải là cái sàn phẳng nhé. Và trên tất cả các cái dòng Civic thường sẽ có một cái vấn đề là thường độ ồn từ cái hốc lốp. Nhưng trên cái phiên bản này, khi mà các bạn chạy, các bạn sẽ thấy được rằng cái bộ lốp mới nó có vẻ như là ở một số cái đường nó lại rất khá êm. Một số đường mà cái giải cái đá nhìn thấy rõ hạt ấy thì nghe tiếng ồn từ vòm lốp rất rõ, nhưng ở một số con đường không kiểu như vậy thì nghe nó êm hơn. Có lẽ đấy là cái cảm nhận của tôi sẽ chưa đo một cách cụ thể. Các bạn chạy, các bạn cảm nhận và các bạn hãy chia sẻ bằng cách comment bên dưới clip giúp tôi nhé. Và hệ thống âm thanh thì các bạn 8 loa nhưng mà tôi nghe chưa thấy sướng tai lắm. Tùy mỗi người một sở thích về âm nhạc, nhưng mà rõ ràng tôi nghe tiếng bass đó nó hơi nông. Còn khá nhiều vị trí trống, Thì các bạn với Civic RS 2019 thì tôi luôn muốn có tất cả. Bởi vì đây là một mẫu xe tương đối hay rồi, nhưng mà tại sao lại không có cảnh báo điểm mù, tại sao không có hỗ trợ giữ làn, tại sao lại chưa có phanh khoảng cách, tại sao lại chưa có Adaptive Cruise Control, tại sao lại chưa có phanh tự động trong phố chẳng hạn. Có lẽ tôi quá tham chăng? Tôi có tham không ạ?